Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Moscow hết kiên nhẫn trong vấn đề hạt nhân giữa lúc căng thẳng leo thang với phương Tây. Ông Medvedev nói, các nhà lãnh đạo phương Tây và giới chính trị của họ, những người đã bị cuốn vào cuộc chiến, nghĩ gì về phản ứng của đất nước chúng ta trước các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra vào sâu trong lãnh thổ Nga? Và những gì họ nghĩ là người Nga nói nhiều về việc đáp trả bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng không làm gì cả. Đây chỉ là răn đe bằng lời nói. Người Nga sẽ không vượt qua ranh giới. Họ chỉ đang đe dọa. Họ không muốn một cuộc xung đột hạt nhân. Họ có thể mất nhiều hơn, bao gồm cả sự ủng hộ của Nam Bán Cầu. Dù sao thì, ai muốn ngày tận thế? Ông Medvedev nhấn mạnh rằng, không ai thực sự mong muốn một cuộc xung đột hạt nhân. Đó là một câu chuyện rất tồi tệ với một kết cục rất nghiêm trọng. Ông lưu ý, đó là lý do quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược hoặc thậm chí là chiến lược vẫn chưa được đưa ra cho đến nay. Ông Medvedev nói, Nga đang tỏ ra kiên nhẫn. Xét cho cùng, rõ ràng là phản ứng hạt nhân là một quyết định cực kỳ khó khăn với những hậu quả không thể đảo ngược. Ông đồng thời cảnh báo, bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng sẽ kết thúc. Chính trị gia Nga đã lưu ý đến thực tế rằng, có những điều kiện tiên quyết buộc Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này rõ ràng với toàn bộ cộng đồng thế giới và phù hợp với học thuyết răn đe hạt nhân của Moscow. Ông coi cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào tỉnh quốc của Nga là một trong số những sự kiện như vậy. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên tìm cách ngăn cản Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Ông Putin cảnh báo, khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, Washington và các đồng minh vẫn gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp xe tăng, tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu F-16. Điều đó đã thúc đẩy một chính trị gia phương Tây cho rằng tuyên bố hạt nhân của ông Putin chỉ là lời nói suông, và Mỹ cũng như NATO nên dốc toàn lực để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ở một diễn biến liên quan khác, trả lời hãng tin TASS bên lề hội nghị thượng đỉnh truyền thông BRICS lần thứ 7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Nga biết phương Tây đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Ryabkov cho rằng phương Tây đã truyền tín hiệu về việc này tới Kiev nhưng không nêu bằng chứng cụ thể. Nhà ngoại giao cấp cao nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ ràng về chủ đề này. Chúng tôi biết rằng các quyết định tương ứng đã được đưa ra cách đây một thời gian và những tín hiệu như thế này đã được truyền đến Kiev. Ông cảnh báo nếu Ukraine bắn vũ khí của phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga, phản ứng của Moscow sẽ rất quyết liệt. Ông Ryabkov cho biết có một yếu tố rủi ro nghiêm trọng ở đây bởi vì những đối thủ ở Washington, London và những nơi khác rõ ràng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của trò chơi mà họ đang tiếp tục. Thời gian qua, toàn bộ tập thể phương Tây đã cuống cuồng tìm mọi cách giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của bom lượn Nga nhưng vẫn chưa tìm ra được các giải pháp. Về bản chất, Kiev đã được yêu cầu ngăn chặn bằng tất cả những gì sẵn có. Giới lãnh đạo chính quyền Kiev thừa nhận bom UMPC đã trở thành một loại vũ khí sát thương cực kỳ hiệu quả của Nga. Tính trung bình hàng tháng, lực lượng hàng không vũ trụ Nga phải sử dụng tới 3.500 quả bom loại này. Theo chuyên gia quân sự, đạn do máy bay Nga thả xuống có giá rất rẻ nhưng sức tàn phá rất lớn. Quân đội Ukraine coi những vũ khí này là lý do chính nhằm biện minh cho sự thất bại của họ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Một số quả nặng tới 3 tấn, bom FAB-3000 chứa đủ chất nổ để san bằng các tòa nhà thủ đô chỉ bằng một đòn. Mỗi quả bom bao gồm một quả bom không điều khiển được gắn một bộ dẫn đường có giá không quá 30.000 đô la Mỹ. Trong vài tháng, người ta đã hy vọng rằng sự cho phép từ Mỹ sẽ khiến lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có độ chính xác cao để tấn công các sân bay của Nga, nơi đặt căn cứ của các máy bay ném bom có thể phóng bom lượn. Nhiều nước ủng hộ việc này, nhưng cho đến nay, Washington vẫn né tránh sự cho phép như vậy. Có nhiều lý do cho điều này, chủ yếu là do giá thành cao và tình trạng thiếu hụt phổ biến những loại vũ khí như vậy ở chính phương Tây. Bởi Mỹ cũng chỉ có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS có giá thành lên tới hàng triệu đô la Mỹ trên một quả.
Ngoài ra, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, đại diện cho chính giới Washington đã trả lời rằng ATAC sẽ ít có tác dụng vì Nga đã di chuyển 90% máy bay chiến đấu có khả năng thả bom lượn ra khỏi tầm bắn 300 km của loại tên lửa này. Cuộc họp thường kỳ gần đây của các bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước NATO đã để ngỏ câu hỏi về loại vũ khí nào phù hợp với Ukraine để giảm thiệt hại từ bom lượn của Nga. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin thừa nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa sẽ không làm thay đổi luật chơi và trực tiếp yêu cầu Kiev tiếp tục dựa vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Đồng quan điểm, các nhà phân tích quân sự phương Tây nhìn chung xác nhận rằng việc sử dụng tên lửa tầm xa của NATO nhằm vào các sân bay của Nga khó có thể mang lại hiệu quả. Nhà nghiên cứu tại Tổ chức Nghiên cứu GAND John Horan đã giải thích rằng Nga đang dàn trải máy bay của mình để cần ít nhất một tên lửa để phá hủy từng chiếc. Điều này khiến ngay cả với những trợ cấp lạc quan nhất từ phương Tây cũng không cho phép Ukraine đủ số lượng tên lửa để tiêu diệt các máy bay Nga. Các cuộc tấn công vào đường băng của Nga vốn có khả năng được sửa chữa trong vài ngày, cũng khó có thể ngăn chặn được các vụ tấn công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Defense One cho biết, chuyên gia Hoen đề nghị quay lại ý tưởng bắn hạ máy bay chiến đấu Nga trên không trước khi chúng kịp thả bom. Trước đây, điều này ít có tác dụng, nhưng chuyên gia này đề nghị tìm kiếm các cách tiếp cận tốt hơn, cụ thể là gửi cho Ukraine các tên lửa không đối không tầm trung, AMRAAM tiên tiến hơn, đặc biệt là AIM-120D. Bản sơ đồ này hiện chỉ được sản xuất cho lực lượng vũ trang của chính Mỹ và một số đồng minh chủ chốt, có tầm bắn được công bố lên tới 160 km. Còn Ukraine đã nhận được một số tên lửa AMRAAM, nhưng đây là những biến thể cũ hơn như AIM-120B từ những năm 1990. Mỹ cho biết cuối cùng họ sẽ xuất khẩu AIM-120 phiên bản mới sang Ukraine. Nhiều khả năng đây là những chiếc AIM-120C8S được chỉ định là biến thể xuất khẩu có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với AIM-120D. Ngoài ra, việc cung cấp những tên lửa này có thể cũng sẽ mất từ 3 đến 5 năm. Nói cách khác, đây chỉ có thể được coi là một vũ khí thần kỳ khác của phương Tây dành cho chính quyền Kiev trong lĩnh vực tuyên truyền nhắm vào người dân bình thường. Còn thực tế, rất ít khả năng Ukraine được cung cấp phiên bản tiên tiến nhất, có tầm bắn xa nhất. Ông Hoen nói thêm rằng, việc cung cấp cho Ukraine các biến thể AIM-120D có nhiều vấn đề khiến Mỹ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Theo đó, việc bắn hạ máy bay ở sâu trong không phận nước Nga cũng gây ra rủi ro chính trị. Bên cạnh đó, việc cung cấp AIM-120D cho Ukraine sẽ cho phép các đối thủ tiềm năng của Mỹ đánh giá toàn diện đặc điểm chiến đấu của một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của nước này. Ngoài ra, Mỹ sẽ bị suy giảm mạnh số lượng tên lửa dự trữ trong trường hợp xảy ra giao tranh với một cường quốc khác. Sau hơn 2 năm xung đột với Nga, nhiều đơn vị quân đội Ukraine đã bị bào mòn, trong khi tiếp viện ít và thừa thớt khiến các binh sĩ ngày càng kiệt sức, mất tinh thần. Tình hình đặc biệt tồi tệ đối với lực lượng bảo vệ thành trì chiến lược Pokrov ở tỉnh Donetsk và những mặt trận thuộc vùng Donbass, nơi họ phải vật lộn ngăn đà tiến quân chậm mà chắc của Nga. CNN đã phỏng vấn 6 chỉ huy, sĩ quan Ukraine đã và đang lãnh đạo các đơn vị trong khu vực. Tất cả đều thừa nhận tình trạng binh sĩ đào ngũ, bất tuân thượng lệnh đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng, nhất là với những tân binh mới được điều ra tiền tuyến. Một chỉ huy Ukraine trên mặt trận gần Pokrov cho biết, không phải tân binh nào cũng bỏ vị trí, nhưng phần lớn lực lượng mới huy động đều như vậy. Khi tới đây, họ phải chứng kiến tình hình khó khăn như thế nào, đối mặt với rất nhiều phương tiện bay không người lái UAV, hứng hỏa lực pháo binh, đàn cối dày đặc của đối phương. Sáu chỉ huy cho biết, nhiều binh sĩ quyết định không trở lại cứ điểm nếu sống sót sau lần triển khai đầu tiên. Một chỉ huy khác cho hay, họ sẽ bỏ vị trí, từ chối ra tiền tuyến, hoặc thậm chí tìm cách trốn khỏi quân ngũ. Khác với những người tình nguyện tòng quân trong giai đoạn đầu chiến sự, nhiều tân binh Ukraine hiện nay miễn cưỡng nhập ngũ và ra chiến trường sau khi nước này ban hành luật động viên mới hồi đầu năm. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phải đối mặt vấn đề kỷ luật quân ngũ từ trước đó rất lâu, trong giai đoạn khó khăn hồi mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay. Viện trợ quân sự của Mỹ khi đó bị trì hoãn suốt nhiều tháng, khiến các đơn vị Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng, làm sĩ khí suy yếu trầm trọng. Hersi Horesky, sĩ quan thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59 Ukraine cho biết, đơn vị này cố gắng luân chuyển binh sĩ ra vào mặt trận định kỳ 3-4 ngày. Tuy nhiên, UAV Nga xuất hiện ngày càng dày đặc, khiến điều này trở nên nguy hiểm và các binh sĩ phải ở lại tiền tuyến lâu hơn, kỷ lục là 20 ngày.
khi tình hình chiến trường xấu đi, ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine bỏ vị trí hoặc đào ngũ. Trong 4 tháng đầu năm nay, các công tố viên Ukraine đã khởi tố hình sự gần 19.000 quân nhân bỏ chốt hoặc đào ngũ. Tuy nhiên, con số này dường như thấp hơn nhiều so với thực tế. Nhiều sĩ quan được cho là không báo cáo tình trạng đào ngũ và vắng mặt trái phép tại đơn vị. Thay vào đó là tìm cách thuyết phục cấp dưới tự nguyện trở về và không trừng phạt họ. Cách làm này phổ biến đến mức Ukraine phải sửa luật để tránh truy tố những người lần đầu đào ngũ hoặc vắng mặt không phép. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị Ukraine cũng chật vật đối phó với những vấn đề nội bộ. Dima, cựu tiểu đoàn trưởng từng phụ trách khoảng 800 binh sĩ và tham chiến tại những điểm nóng nhất ở Donbass, quyết định rời tiền tuyến để về hậu phương làm công việc văn phòng trong quân đội, chủ yếu do bất đồng với chỉ huy mới. Nhiều sĩ quan Ukraine thừa nhận vấn đề này đang ngày càng phổ biến. Tiểu đoàn của Dima cũng bị bào mòn lực lượng đến mức gần như xóa sổ hoàn toàn. Anh khẳng định đơn vị này chưa bao giờ được nhận đủ quân tiếp viện, trong khi liên tiếp hứng chịu tổn thất nặng nề và phải động cơ tới mặt trận Donbass mà không được nghỉ ngơi. Liên lạc kém hiệu quả giữa các lực lượng tại Donbass cũng là thách thức rất lớn khi một số đơn vị không thông báo đầy đủ tình hình chiến trường cho đồng đội vì sự mất mặt. Một tiểu đoàn trưởng Ukraine tham chiến ở Bắc Donetsk cho hay, chúng tôi bị hở sườn và hứng đòn tấn công của Nga sau khi đơn vị gần đó rút khỏi phòng tuyến mà không thông báo. Các quân nhân Ukraine giải thích vấn đề liên lạc không thống nhất, bắt nguồn một phần do quá nhiều đơn vị cùng tham chiến tại mặt trận. Một người nói, tình trạng thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu chính hệ thống liên lạc và điều khiển UAV của đồng đội diễn ra nhiều lần vì các lữ đoàn không báo tin cho nhau. Trong lúc gặp nhiều khó khăn trên mặt trận Donbass, giới lãnh đạo Ukraine và các chỉ huy vẫn tiếp tục theo đuổi chiến dịch tấn công tỉnh Kursk ở miền Tây Nga. Kiev tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là buộc đối phương điều quân từ nơi khác về đối phó và ngăn chặn Moscow tấn công miền Bắc Ukraine, cũng như minh chứng khả năng của quân đội Ukraine với các đồng minh. Tuy nhiên, nhóm công binh Ukraine đóng gần tỉnh Kursk sau khi rút về từ mặt trận Pokrov bày tỏ hoài nghi về chiến dịch này. Nhiều binh sĩ đặt câu hỏi tại sao họ được cử đến tham chiến tại Kursk dù tình hình tiền tuyến Donbass đang hỗn loạn. Nhóm công binh hoàn toàn kiệt sức vì không được nghỉ ngơi giữa nhiệm vụ ở Pokrov và chiến dịch tại Kursk. Một người cho hay, điều này phụ thuộc vào từng chỉ huy. Một số đơn vị được luân phiên thay thế và có thời gian nghỉ, số khác phải chiến đấu không dừng. Toàn bộ hệ thống này bất công. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky thừa nhận nhuệ khí sa sút là vấn đề lớn của quân đội Ukraine. Ông khẳng định, nâng cao nhuệ khí là một phần rất quan trọng trong công việc của tôi. Ông Zelensky cho biết, ông đã thường xuyên đến tiền tuyến để gặp gỡ những người lính ở đó và làm những gì có thể để họ cảm thấy tốt hơn. Là một phần của kế hoạch nâng cao tinh thần binh lính, sĩ quan Horesky đã được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ về mặt tinh thần và tâm lý cho quân đội. Horesky cho biết, mặc dù anh đã đóng vai trò này được một thời gian, nhưng công việc chủ yếu vẫn là trên giấy tờ. Hiện tại, anh dành nhiều thời gian cho đơn vị của mình, kiểm tra, đảm bảo họ không bị kiệt sức. Anh cho biết, họ nghĩ rằng một bác sĩ tâm lý như tôi sẽ bắt họ làm hàng nghìn xét nghiệm rồi nói với họ rằng họ bị bệnh. Tôi đang cố gắng phá bỏ định kiến đó. Anh nói thêm rằng những thay đổi nhỏ có thể ngăn chặn việc tinh thần sa sút. Trong cuộc sống đơn điệu ở chiến trường, bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống hàng ngày đều có ích, chẳng hạn như tắm vòi sen, cắt tóc hoặc đi bơi ở hồ. Horesky giải thích, đó là điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp bình tĩnh thư giãn và họ có thể trở lại vị trí của mình một cách thoải mái hơn một chút.